Bọ cánh cứng lôi bão sau khi xong trận với hỏa liệt khuyển liền khôi phục lớp giáp băng của mình. Rõ ràng nó đã chuyển hẳn từ lớp giáp kim loại sang trạng thái băng. Trung Linh Đồng không khỏi trầm trồ, xem con thú này như một vật nghiên cứu mới lạ mà ghi chép. Băng xương sau khi hòa tan khôi phục lại như cũ, hóa ra không phải chỉ vì được cường hóa yếu tố bên ngoài, mà Tô Bình đã biến đổi bản chất của con bọ cánh cứng này thành thuộc tính băng, thay cho thuộc tính kim không chống chịu được lửa. Chỉ mất có 3 tiếng hoàn toàn thay đổi lớp giáp của sủng thú thì quá lợi hại rồi. Tô Bình nghe người ta hỏi mình cách làm, chỉ ngắn gọn nói ném huyền hàn tinh cho nó là được rồi. Bọ cánh cứng lôi bão sẽ tự giác ngoan ngoãn hấp thụ cả viên đá để đổi thuộc tính thôi. Trung Linh Đồng khó hiểu, ngước lên nhìn Tô Bình, sao có thể ép một con bọ tính kim tự mình ăn một viên đá tính băng được. Con bọ trông sợ hãi lạ thường khi thấy ánh mắt Tô Bình nhìn nó chằm chằm. Cái kiều thu mình, cụp chân lại làm Trung Linh Đồng chú ý. Có lẽ nào do nỗi sợ hãi cái chết đã kích hoạt toàn bộ tiềm năng của bọ cánh cứng lôi bão. Trong luận văn, tiếp cận và nghiên cứu cách bồi dưỡng dung luyện hỏa hệ và lôi hệ, thành lập hệ thống toàn diện để rèn luyện long mạch thần của hai bồi dưỡng sư đỉnh cao cấp 9 là Hồ lão và Bạch lão cũng từng đề cập đến vấn đề này. Nhưng áp lực của tinh lực phải thật thích hợp cộng thêm môi trường luyện tập khắc nghiệt mới có thể tác động đến được việc tu luyện của sủng thú. Trong đó người ta còn ghi rõ, điều kiện về linh lực và môi trường chỉ mang tính tương đối, khó mà nói rõ về lượng cần bao nhiêu, nhưng có sai sót chút thôi sẽ bị phản phệ, cho kết quả ngược lại. Cho nên gần như chưa từng có ai tình nguyện nghiên cứu tốn thời gian công sức. Trung Linh Đồng không thể ngờ hôm nay mình lại được chứng kiến cách làm màu rượu chỉ có trong sách giáo khoa thế này, lập tức ghi chép tất cả lại với vẻ thích thú. Nếu đã ghi chép thì không thể thiếu cái tên, cô đã hỏi thì Tô Bình trả lời, gọi đó là cách bồi dưỡng chết chóc đi. Cô bé ngạc nhiên hỏi lại, nghe oách xà lách lắm, như kiểu đã lĩnh ngộ qua vô số chuyện sinh tử vậy à? Thầy hướng dẫn đứng nhìn Tô Bình và Trung Linh Đồng nói chuyện, một lát sau khi hắn đánh mắt qua, không hiểu sao lại thấy anh ta như đang nở nụ cười mờ ám nhìn mình. Bé Đồng, người bạn này của con có vẻ rất giỏi giang ấy nhỉ, sao con không giới thiệu cho thầy? Trung Linh Đồng gãi đầu gãi tai, giờ mới nhớ ra mình ngoài cái tên chẳng nói gì cho Tô Bình biết. Tự giới thiệu mình là học viên năm 3 của Học viện Thiên Long, đang là bồi dưỡng sư cấp 6, năm sau sẽ tốt nghiệp. Quay sang nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ đúng mực, Đinh Thiên tự giới thiệu mình là thầy hướng dẫn của lớp 8, Học viện Thiên Long. Con nhỏ Trung Linh Đồng giới thiệu bản thân mà chẳng hỏi gì người kia, làm anh ta phải tự mình hỏi. Tôi tên Hứa Cuồng. Dù đã tiếp xúc một lúc lâu nhưng khi hỏi đến tên, Tô Bình vẫn không muốn người khác biết được danh tính của mình nên lấy cái tên học trò mình ra che giấu. Đinh Thiên tự nhấc cặp kính suy ngẫm, cái tên Hứa Cuồng này nghe lạ vãi nổi, trong giới bồi dưỡng sư hình như không có ai tên này cả. Đinh Thiên tự hỏi sâu thêm, cách thức bồi dưỡng của anh độc đáo như vậy có lẽ không phải người ở thành phố này nhỉ? Cho hỏi chức vụ hiện nay là gì? Dù lấy cái tên Hứa Cuồng nhưng Tô Bình vẫn nhập ít thông tin chủ cửa hàng sủng thú vào cho nó thuyết phục. Có điều cần phải đệm thêm cửa hàng mình chỉ là một tiệm nhỏ ở thành phố cấp B khu lục Á mà thôi. Nghe giọng sốt sắng của Đinh Thiên tự hỏi ngay, ôi cậu đến từ xa như vậy là có việc gì sao? Tô Bình không nói mình nhận được thiệp mời mà đến, chỉ nói đơn giản, Hiệp hội Bồi dưỡng sư Thánh Quang có một buổi giao lưu khá nổi tiếng nên muốn đến xem thử. Hắn định quay lưng đi để không nói chuyện với Đinh Thiên tự nữa, nào ngờ ông ta nắm vấn đề rất nhanh, giới thiệu đại hội giao lưu bồi dưỡng sư năm nay được cử hành ở Học viện Thiên Long này. Bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị hội trường, mấy ngày nữa chính thức khai mạc. Thấy Hứa Cuồng hàng xốp pi đang định rời đi, Đinh Thiên tự lên tiếng mời hắn để mặt hai thầy trò cùng ăn một bữa cơm, lấy lý do học trò Phùng Dật Lượng của mình chọc vào nhầm người nên cần phải tạ tội. Tô Bình chẳng muốn dây thêm rắc rối vào người, vẫy tay chào tạm biệt quay lưng muốn rời đi luôn, bảo mình đi tham quan cho biết khu vực xung quanh. Đinh Thiên tự miệng thì nói không giữ thêm, tay lại rút ra tấm thẻ màu đen trong như danh thiếp, nói đây là thẻ giáo sư của mình, đưa cho hắn cầm dùng coi như biểu đạt sự áy náy. Thẻ này cung cấp đồ ăn và một số quyền hạn cao cấp chỉ có giáo viên mới được hưởng. Mấy ngày này ông chủ Cuồng đi lại trong trường cứ lấy mà sử dụng thoải mái. Đôi mắt dài của Tô Bình lướt qua tấm thiệp, nhanh chóng suy nghĩ người này chẳng lẽ chỉ định cảm ơn mình thôi sao? Chẳng lẽ do mình quá đa nghi chứ giáo viên này chẳng có suy nghĩ gì khác lạ. Hắn giàu như thế, nếu thấy có biến chỉ cần từ chối là xong, thế mà thấy quyền lợi hấp dẫn phết liền nhận. Dù sao đi lại trong trường mà sử dụng thẻ của giáo viên vẫn nhận được những quyền lợi hơn học sinh và khách ngoài đến chứ. Đinh Thiên tự vẫy tay chào tạm biệt, tốt bụng nhắc nhở dùng thoải mái, cho đến khi nào về lại Long Giang hãng trả cũng được. Thấy thầy hướng dẫn mình đã xong việc, Trung Linh Đồng cũng lên tiếng xin về trước để chuẩn bị luận văn. Thiên tự không đáp lời cô bé, dùng tay ấn lên đồng hồ của mình, mở chức năng định vị thẻ giáo sư, thấy nó đang cùng Tô Bình rời khỏi sân đấu thú mới yên tâm chiếc thẻ hoạt động tốt. Trung Linh Đồng thấy hành động của thầy hướng dẫn lạ lùng, định tiến lên hỏi đã bị Đinh Thiên tự cắt ngang. Bây giờ đề tài khoa học em làm đã đến bước nào rồi? Nói về chuyện luận văn tốt nghiệp, Trung Linh Đồng vui vẻ đáp, đề tài nghiên cứu thực vật cấp thấp làm chủ kỹ năng cấp cao, đã xong phần thí nghiệm phức tạp nhất rồi, tiếp theo chỉ cần so sánh kiểm tra số liệu rồi đưa ra kết luận thôi ạ. Em dự đoán mất khoảng chừng vài ngày, Đinh Thiên tự lại ngắt lời cô bé, đột ngột nói đề tài nghiên cứu này tạm thời dừng lại đi. Trung Linh Đồng không hiểu sao thầy hướng dẫn lại nói thế, đã làm đến mức này rồi còn bảo dừng lại là sao? Bao công sức của Trung Linh Đồng đổ vào đó mà không có một lý do nào rõ ràng, cô bé tối tăm mặt mũi muốn một câu trả lời của thầy giáo. Anh ta trả lời mập mờ, kết luận luôn phương hướng đề tài có vấn đề, không phù hợp để triển khai. Với tư cách là người đưa ra quyết định tốt nghiệp cho học viên, tôi đề nghị em lập tức triển khai nghiên cứu lý luận về cách bồi dưỡng chết chóc vừa đề cập đến ban nãy. Vậy là, cô bé cúi gằm mặt đầy vẻ hoang mang, thầy nói toàn bộ nghiên cứu một năm vừa qua của em đều sai cả từ đầu đến cuối sao? Trung Linh Đồng hiền lành không gặng hỏi sao thầy giáo không nói ngay từ đầu, chỉ cúi đầu buồn bã.
Đinh Thiên tự biết cô bé hiền lành nên mới nhân cơ hội cúi xuống thầm thì: "Em là một đứa trẻ thông minh, bây giờ bắt đầu điều chỉnh đề tài, năm nay không tốt nghiệp được thì năm sau tốt nghiệp có làm sao đâu. Các đàn anh đàn chị ai mà chưa từng trải qua thời gian khổ cực để trở thành bồi dưỡng sư bậc nhất chứ? Em cũng không muốn mình bị coi là người yếu nhất lớp phải không nè?" Không còn cách nào khác, Trung Linh Đồng đành ngoan ngoãn nghe theo lời thầy hướng dẫn. Đinh Thiên Tự là người duy nhất có tư cách quyết định Linh Đồng có được ra trường hay không. Năm nay đã bị hành lên hành xuống vì đề tài luận văn, giờ còn cãi chắc chắn ngày ra trường càng lúc càng xa vời. Để cô bé thất thểu rời đi, còn lại một mình, Đinh Thiên Tự cười cười nghĩ về người tên Hứa Cuồng ban nãy. Cách vận hành tinh lực rõ ràng là chiến sủng sư, nhưng xét về mặt bồi dưỡng cũng có trình độ khá ra phết. Đinh Thiên Tự đã nhìn chúng người này là thiên tài ở cả hai lĩnh vực, hơi tiếc rằng không moi ra được chút tin tức hữu ích nào, đành phải chuyển qua cách khác thôi. Anh ta lại bấm vào chiếc đồng hồ, chuyển từ chế độ định vị thẻ sang chế độ gọi điện đến một học sinh khác. Bên kia vừa bắt máy, Đinh Thiên Tự đã nói ngay: "Thầy có một đề tài đã qua giai đoạn nghiên cứu, chỉ còn phần kết luận nữa là xong, em có muốn lấy không?" Học viên bên kia nghe đến đó háo hức lắm, lập tức đồng ý, còn bảo thầy muốn gì em cũng sẽ đáp ứng, miễn đưa đề tài ấy vào tay là được. Vậy thì Đinh Thiên Tự cũng không khách sáo, bảo thầy có một kẻ đến từ ngoài thành phố Thánh Quang, cần em điều tra giúp. Cái người khả nghi mà anh ta cần điều tra đi dạo quanh trường Thiên Long một lúc lâu, dừng chân ở thư viện trường. Mà định vị của hắn đã được Đinh Thiên Tự gửi cho học trò mình vừa gọi kia. Thẻ giáo sư của anh ta đang được cho vào máy đọc số lượng đồ mà Tô Bình mượn ở thư viện. Sách bồi dưỡng cấp 7 mượn 67 quyển, sách cấp 8 mượn 14 quyển và 5 quyển cấp 9, tiêu hết tổng cộng 340.000 điểm giáo viên hướng dẫn. Trong tài khoản còn hơn 582.000 điểm, nghĩa là Tô Bình bốc một lèo 30% điểm tích lũy của người ta. Hắn ôm chồng sách cao vút thứ 3 đến quầy lễ tân, nhiều đến nỗi phải gửi thẻ giáo viên lại lát nữa đọc xong lấy về vì không còn tay cầm nổi. Vừa rời đi mấy người thủ thư đã lao sao hỏi nhau, học sinh đó là ai mà có thể sử dụng điểm hào phóng như vậy? Giáo viên hướng dẫn bình thường cũng không nỡ tiêu nhiều điểm như vậy để đọc sách, người này lại mượn một lúc nhiều như vậy chẳng hề thấy tiếc chút nào. Nhưng đây là thẻ của thầy hướng dẫn lớp 8 cao cấp nhất toàn trường cơ mà. Chẳng trách sao học sinh lại dám sử dụng nhiều điểm như vậy để mượn sách, chắc cậu ta là học sinh đứng đầu lớp ấy nhỉ. Tô Bình để lại tấm thẻ sóng gió cho người ta bàn tán một hồi lâu, còn mình ôm toàn bộ 86 quyển sách đặt lên chiếc bàn dài màu gỗ, ngồi xuống chiếc ghế êm ái bắt đầu đọc sách. Nghị Hành Viêm nói quả nhiên không sai, căn cứ thành phố Thánh Quang đúng là thánh địa tề tự tâm huyết của bồi dưỡng sư toàn cầu. Lượng sách phong phú, rất nhiều kiến thức được chia theo từng cấp bậc. Thêm tấm thẻ giáo sư giúp hắn mượn được nhiều loại sách bồi dưỡng cấp cao vô cùng hiếm gặp trên thị trường. Phe này Tô Bình trúng mánh. Cách bồi dưỡng các loại long thú, các nguyên tố liên quan đến chiến sủng hay các loại sủng thú hệ ác ma. Rồi cách thăng cấp, cường hóa, chuyển đổi thuộc tính, bách khoa toàn thư về chi tiết sủng thú đều có cả ở đây, không thiếu thứ gì. Cứ như đang dùng ChatGPT vậy. Nếu đi sâu vào chi tiết mà nói, Tô Bình sử dụng năng lực và hiểu biết của mình để bồi dưỡng sủng thú cũng được, nhưng chung quy vẫn không thể rút kinh nghiệm từ các lỗi sai, bởi vì thiếu những kiến thức cơ bản nên cứ theo kinh nghiệm mà làm, qua rất nhiều lần mới tìm ra được vấn đề khắc phục. Chẳng khác nào một thợ lặn mà chỉ lặn sát mặt nước, không có khả năng đào sâu hơn trong biển kiến thức. Trong khi số sách lấy được ở thư viện trường Thiên Long cứ như được đúc kết từ những cao thủ bồi dưỡng sư ngàn đời từ xưa đến nay, bảo sao Tô Bình không thích thú. Do đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua thực chiến, nên khi mới dở sách ra ban đầu Tô Bình nghĩ đây toàn là những kiến thức khó nuốt khô khan, viết lan man không hiểu. Người đâu càng đọc vào càng thấy hay ho, giống như thợ lặn đã biết được cách lặn sâu xuống đáy vực mới có thể nhặt được những viên ngọc sáng lấp lánh bên dưới. Đúng là ngọc có mài thì mới sáng, người có học thì mới khôn. Thời gian trôi nhanh trên thành phố bận rộn, dần dần ánh hoàng hôn nhuốm màu vàng cam trên những tòa nhà, Tô Bình mới gấp sách lại thở ra một hơi. Trên tay hắn đã là quyển thứ 86, quyển cuối cùng trong chồng sách rồi. Không ngờ hắn bị cuốn vào kiến thức dữ quá không dứt ra được, khi nhìn lại đã đọc hết toàn bộ 86 quyển sách rồi. Ban sáng lấy thẻ giáo sư của Đinh Thiên Tự quả là một ý kiến sáng suốt. Ngoài số sách mượn được ra còn có đặc quyền sử dụng phòng đọc riêng, muốn đọc bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu không bị ai làm phiền, Tô Bình mới có thể liền tù tì ngốn hết đống sách. Hắn lại bê từng chồng một ra quầy thu ngân trả lại, đố mọi người 86 quyển Tô Bình phải bưng bao nhiêu chồng mới trả hết được đấy. Đi trên đường hắn rảnh rỗi suy nghĩ, do ham sách quá mà dùng nhiều điểm tích lũy của người ta như vậy, không biết có thể quy thành tiền trả không nữa, tự dưng Tô Bình thấy ngại ngại. Đã mượn đồ còn dùng nhiều như vậy, sợ người ta nói mình không biết điều. Suy nghĩ lan man, hắn va phải một cô gái tóc tím đi từ chiều bên kia hành lang đến, hai người đụng nhau mớ sách rơi vùng vãi xuống nền đất. Cô ta cũng biết điều, bối rối ngồi xuống nhặt giúp hắn số sách, nhận ra một chồng cao ngất, bèn hỏi đang bưng đến đâu thể để mình phụ. Hai người bưng sách đến quầy thủ thư trả lại. Sau khi đếm đủ số lượng Tô Bình đã mượn, xong thủ tục họ đang định chào tạm biệt hắn, bỗng cô gái tóc tím bước lên tò mò hỏi số sách này. Lúc nãy không để ý, giờ mới thấy cuốn Cách bồi dưỡng cửu u bách luyện cấp 9 kia lại nằm trong số sách Tô Bình đọc, bèn hỏi hắn là bồi dưỡng sư cấp mấy mà đọc được loại cao cấp uyên bác đầy tính học thuật này thế. Tô Bình nói lảng qua, bảo đây là sách thầy nhờ mình đem trả thôi, chứ không phải mình tự đọc. Với lại tôi chưa thi chứng chỉ bồi dưỡng sư nên không rõ mình cấp mấy đâu. Hắn định rời đi, cô gái kia lại khoát tay chỉ về một hướng khác, không thể tin đến giờ có đứa ở trong học viện mà chưa từng thi chứng chỉ bồi dưỡng sư. Vừa lúc tôi đang cần thi bổ sung tư cách bồi dưỡng sư cấp 7 đây này, cậu có muốn cùng đi không?